Nguyện thứ bảy, ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu tình nào bị những chứng bệnh hiểm nghèo, không ai cứu chữa, không ai để nương nhờ, không gặp thầy, không gặp thuốc, không bà con, không nhà cửa, chịu nhiều nỗi nghèo hèn khốn khổ, mà hễ danh hiệu ta nghe lọt vào tai một lần thì tất cả bệnh hoạn khổ não đều tiêu trừ, thân tâm an lạc, gia quyến sung vầy, của cải sung túc, cho đến chứng được đạo quả vô thượng Bồ Đề. Ý nghĩa của đại nguyện thứ bảy, khi ngài thành Phật, những ai bị tất cả những bệnh hiểm nghèo, không gặp thầy, không gặp thuốc, không nhà cửa, nghèo khổ, khó khăn, không bà con thân nhân, hay có mà không ai giúp đỡ được, mà hễ danh hiệu của ngài mà người đó nghe lọt vào tai một lần, thì tất cả các bệnh hoạn, khổ não ấy liền được tiêu trừ, quyến thuộc sum vầy, thân tâm an lạc, của cải sung túc. Tại sao người tứ cố vô thân và bệnh khổ cùng cực không thuốc chữa thì chỉ nghe lọt vào tai một lần liền được lợi ích như thế? Vì chú dược sư được gọi là bạt trừ nhất thiết khổ ách. Ngài vì thương chúng sanh khổ ách nên nhập định từ trong nhục kế phóng ra ánh sáng mà nói chú này. Nay nếu người đã cùng khổ như thế, cho thấy họ là người phúc đức rất kém, nghiệp chướng nặng nề, nên nghe được danh hiệu ngài là điều quá khó, giống như chúng số độc đắc vậy. Vì nếu đời trước dù một lần nghe được danh hiệu ngài thì đời này đã không khổ như thế, bởi ngài không cứu họ thì họ chỉ còn có chết, mà chết thì phải nhờ đến đức Phật A Di Đà. Nay duyên lành đã đến nên họ mới nghe được danh hiệu ngài. Nếu phát tâm chí thành trì chú dược sư niệm danh hiệu ngài thì làm sao mà không từ nghèo khổ thành sung túc, gia quyến không sum vầy được? Vì những người như thế ngài không cứu giúp thì ai cứu giúp được? Bổn nguyện và nguyện lực của ngài to lớn đến như thế, ông bà cha mẹ sao thương yêu chúng ta bằng 1% so với tâm bi mẫn của ngài được? Nay chúng ta phúc đức rất nhiều nên mỗi ngày quý vị đều nghe được danh hiệu dược sư. Quý vị không biết chân quý thì quả thật là đáng tiếc. Do đó chúng ta tu theo pháp môn dược sư thì hễ gặp ai cùng khổ, không ai để nương tựa, thì chúng ta phải học theo hạnh nguyện của ngài mà làm tất cả những gì mình có thể để trợ giúp họ thân tâm an lạc và tiêu trừ bệnh khổ đúng với tinh thần và bổn nguyện của đức Phật dược sư. Nguyện thứ 8, ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề, nếu có những phụ nữ nào bị trăm điều hèn hạ khổ sở của thân gái làm cho buồn sầu, bực tức, sinh tâm nhàm chán, muốn bỏ thân ấy mà hễ nghe danh hiệu ta rồi thì tất cả đều được chuyển thân gái thành thân trai, có đủ hình tướng trượng phu, cho đến chứng được đạo quả vô thượng Bồ Đề. Ý nghĩa của đại nguyện thứ 8, khi ngài thành Phật, nếu có phụ nữ nào thấy thân gái có trăm điều khổ não, sinh lòng chán nản, muốn bỏ thân gái mà nghe danh hiệu ngài rồi, thầy đều chuyển thân gái thành thân trai, đủ tướng trượng phu, cho đến chứng được thành Phật. Nguyện này của đức Phật dược sư ngày nay những người đồng tính chắc chắn là rất thích, vì nghĩ không cần phải giải phẫu cũng được thành thân trai nếu chỉ niệm danh hiệu ngài. Nhiều người không hiểu, có khi lại cho đức Phật dược sư là người cổ suý đồng tính luyến ái. Xin thưa, đạo Phật là đạo bình đẳng, tuy không ruồng bỏ đồng tính luyến ái nhưng hoàn toàn không ủng hộ đồng tính luyến ái. Theo Hòa Thượng Tuyên Hóa thì thời nay yêu ma quỷ quái đầu thai nhiều, vì mắt ngài có thể nhìn thấy rõ được tiền kiếp của họ nên thời nay cái vụ đồng tính luyến ái mới tràn lan như thế. Nguyện này là muốn nói rõ sự khổ sở của người phụ nữ khi mang thân gái, nào là kinh nguyệt, thai nghén, thai lưu trong bụng, sinh đẻ đau đớn, băng huyết sau sinh, vân vân, cho đến bị đối xử kỳ thị,
cho nên chán ngán thân gái, có khi muốn bỏ thân gái mà tự tử. Thân trai thì không có những chướng ngại đó. Tuy nhiên, những ai nghe được danh hiệu dược sư rồi và chuyên niệm thọ trì thì liền chuyển thân gái thành thân trai, đủ tướng trượng phu, tức là liền thoát khỏi những ràng buộc khổ não mà người nữ cảm nhận và đủ dũng mãnh, sinh lòng đại bi nên bỏ thân khổ đau cầu thân giác ngộ. Các bậc Bồ Tát đều được gọi là đại trượng phu, Phật không hề có phân biệt nam nữ. Nguyện thứ 9, ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề thì khiến cho những chúng hữu tình ra khỏi vòng lưới ma nghiệp, được giải thoát tất cả sự ràng buộc của ngoại đạo. Nếu có những kẻ xa vào rừng ác kiến, ta nhiếp dẫn họ trở về với chánh kiến và dần dần khiến họ tu tập theo các hạnh Bồ Tát, đặng mau chứng đạo chánh đẳng Bồ Đề. Ý nghĩa của đại nguyện thứ 9, khi Ngài thành Phật khiến những chúng hữu tình thoát khỏi vòng lưới ma, thoát hết thảy ngoại đạo ràng buộc, nếu lạc vào rừng rậm ác kiến, Ngài sẽ dẫn dắt trở về với chánh kiến, rồi tu tập dần các hạnh Bồ Tát để chóng được thành Phật. Điều tiên quyết là những ai tu tập theo pháp môn dược sư thì sẽ không bao giờ bị lọt vào vòng lưới của ma và tất cả các ngoại đạo không thể ràng buộc được. Dù có lỡ bị tậu hỏa nhập ma, nằm ngụp trong rừng ác kiến, tà đạo cũng sẽ được Ngài bẻ lái về con đường chánh kiến và từ từ đi theo con đường Bồ Tát hạnh để mau chóng thành Phật. Tức là nếu chúng ta tu theo Ngài thì giống như chúng ta đi trên đường ray, Ngài sẽ không bao giờ cho chúng ta đi sai, cứ thế đi sẽ đến đích chắc chắn 100%. Giả như nếu chúng ta thích dùng máy bay đi cho nhanh mà dù có đi sai phương hướng thì Ngài cũng đặt sẵn phi công tự động để đưa chúng ta về đúng đích để dần dần tu tập thành Phật vậy. Thử hỏi, trên đời này làm gì có pháp môn nào mà lại thù thắng, nhiều lợi ích mà chắc chắn thành Phật 100% như thế? Nếu bạn là người thông minh, muốn tu tập mà chưa biết theo pháp môn nào, nếu không chọn tu theo pháp môn dược sư thì thật là uổng phí cho bạn khi đã may mắn được làm kiếp người. Nguyện thứ 10, ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu tình nào mà bị pháp luật nhà vua ra tội, phải bị xiềng xích đánh đập, hoặc bị giam giữ trong chốn lao tù, hoặc bị chém giết, hoặc bị nhiều tai nạn nhục nhã, thân tâm chịu những nỗi khổ buồn rầu bứt rứt, hễ nghe đến danh hiệu ta thì nhờ sức oai thần phúc đức của ta đều được giải thoát tất cả những nỗi ưu khổ ấy. Ý nghĩa của đại nguyện thứ 10, khi Ngài thành Phật, nếu những ai bị pháp luật trừng trị, trói buộc, đánh đập, giam cầm, tù ngục hoặc bị tử hình và còn rất nhiều tai nạn khác nữa, vân vân, nhục nhã, bi sầu, thân tâm chịu khổ, nghe danh hiệu Ngài thì vì sức oai thần, công đức của Ngài đều được giải thoát hết thảy lo khổ. Tức là cho dù ai bị những điều nói trên mà chỉ thành trì chú dược sư, niệm danh hiệu dược sư thì nhờ sức oai thần và công đức của Ngài đều được giải thoát hết thảy. Thử hỏi, đang bị nạn khổ mà còn thế, nếu như là người mỗi ngày trì chú dược sư 108 lần, Nam Mô Dược Sư Phật 1080 lần thì còn cách gì dính vào những chuyện như thế được nữa? Trừ phi đó là túc nghiệp, thì dù có xảy ra chí thành trì niệm cũng sẽ liền được giải thoát. Đặc biệt, những ai nhiều suy nghĩ ưu lo, sau một thời gian trì niệm thì sẽ được giải thoát hết thảy suy tư lo khổ. Nhiều người đã hỏi vì sao tu tập một thời gian thì họ lại hết lo nghĩ, rồi dẫn đến lười biếng, vì cái gì đến họ cũng cứ mặc kệ, chẳng thèm lo nghĩ, bận tâm gì nữa. Có lẽ cả đời tất bật, ăn ngủ không yên, giờ an lạc thời gian dư nhiều quá, họ lại đâm ra sợ. Chúng sinh có những suy nghĩ thật là quái lạ, sướng không muốn chỉ thích khổ thôi. Nguyện thứ 11, ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu tình nào bị sự đói khát hoành hoành, đến nỗi vì tìm miếng ăn phải tạo các nghiệp dữ, mà hễ nghe danh hiệu ta rồi, chuyên niệm thọ trì
thì trước hết ta dùng các món ăn uống ngon lạ ban bố cho thân họ được no đủ, và sau ta mới đem pháp vị nhiệm màu kiến lập cho họ cái cảnh giới an lạc hoàn toàn. Ý nghĩa của đại nguyện thứ 11: khi ngài thành Phật, nếu có chúng hữu tình nào bị sự đói khát khổ sở vì làm việc kiếm ăn mà tạo mọi nghiệp ác, khi nghe được danh hiệu ngài chuyên tâm trì niệm, thì trước hết ngài sẽ cho ăn uống rất ngon để được no thân đã, rồi sau mới cho ăn pháp vị để thành người rốt ráo an vui. Tức là có nhiều người vì nghèo quá, đói khát, vì tìm miếng ăn mà phải đi lừa gạt, cướp giật, trộm cắp, sát sinh, giết người, vân vân, đó là nghiệp ác. Những người như thế nếu chuyên niệm thọ trì danh hiệu ngài, lúc đó ngài sẽ hóa thân tạo ra các thức ăn uống ngon lành cấp cho ăn uống. Tức là người đó bỗng nhiên lượm được tiền hay gặp người cho, hoặc ai đó bỗng cho việc gì làm để được ăn uống ngon lành thỏa thích. Sau đó ngài mới giúp cho hiểu được sự thần diệu của Phật Pháp để trở thành rốt ráo an vui, tức là giải thoát vậy. Người tu theo pháp môn dược sư phải học theo sự quyền biến của ngài. Gặp người nghèo cùng thì trước đừng nói chuyện tụng kinh dược sư, đừng nói chi là tụng kinh A-di-đà Phật hay kinh Địa Tạng. Họ đọc xong dài quá, đói đã chết mất rồi. Đói thì cho ăn trước đã, rồi sau mới đem pháp dược sư dạy cho họ. Đó là lý do vì sao chúng ta phải dụng hành cách thức trì chú và niệm Phật dược sư ngắn gọn. Đức Lục Tổ Huệ Năng đã nói, muốn độ thoát chúng sinh, tự phải có phương tiện. Đói không cho ăn làm sao tu, nhưng không nên chỉ lo cứu đói tế bần mà lại không đưa ra phương tiện bày cho họ cách làm sao giải thoát. Thế là chúng ta chưa làm đúng chức năng của người cứu đói vậy. Nguyện thứ 12: ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu tình nào nghèo đến nỗi không có áo che thân, bị mũi mòng cắn đốt, nóng lạnh dãi dầu, ngày đêm khổ bức, hễ nghe đến danh hiệu ta mà chuyên niệm thọ trì, thì ta khiến họ được như ý muốn. Nào các thứ y phục tốt đẹp, nào tất cả các bảo vật trang nghiêm, nào tràng hoa, phấn sáp, bát ngát mùi thơm, và trống nhà cùng những điệu ca múa, tùy tâm muốn thưởng thức món nào cũng được thỏa mãn cả. Ý nghĩa của đại nguyện thứ 12: khi ngài thành Phật, nếu ai nghèo không có áo mặc, bị mũi ruồi cắn đốt, khổ suốt đêm ngày, khi nghe được danh hiệu ngài, chuyên tâm trì niệm, liền được no đủ áo mặc thật đẹp, được cả đồ dùng quý báu, trang nghiêm, đeo hoa, ướp hương, chống nhà, ca hát, tùy tâm thích gì đều được đầy đủ. Chúng ta biết, người mà không có áo mặc thì đó là người rất nghèo cùng và khổ nhất trên đời. Vì quanh năm nóng lạnh gì họ cũng bị thời tiết làm cho khổ, lại còn bị mũi ruồi cắn chích ngày đêm đau đớn, khổ sở không cùng. Nhưng nếu nghe được danh hiệu dược sư mà chuyên tâm trì niệm, thì không những có quần áo đẹp mà còn được các thứ trang sức vàng bạc châu báu, vòng hoa ướp hương quý giá, ca hát thưởng thức các loại, tùy tâm thích thứ gì cũng đều được như ý, tức là trở nên giàu sang. Vậy sau khi nghe được 12 đại nguyện của Phật Dược Sư và hiểu ý nghĩa của 12 đại nguyện này của ngài, thì chúng ta tại sao không tu theo pháp môn Dược Sư được nhiều lợi ích ở ngay hiện tiền cướp đời này? Cách tu theo pháp môn Dược Sư đơn giản nhất đó là hàng ngày chúng ta trì chú Dược Sư 108 lần và niệm 1008 lần Nam Mô Dược Sư Phật, hoặc niệm bất kể ngày đêm Nam Mô Dược Sư Phật, niệm thầm hoặc niệm ra tiếng bất cứ lúc nào chúng ta nhớ đến. Đó là một cách tu tập theo pháp môn Dược Sư đơn giản mà hiệu quả nhất.